Thưa quý vị, sáng ngày 1 tháng 3, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cho biết qua rà soát 7 rạp ở trên địa bàn thành phố, cơ quan chức năng phát hiện 4 cụm rạp đã vi phạm vì cho người chưa đủ 18 tuổi vào xem phim Mai. 4 rạp chiếu phim bị phạt từ 60 đến 80 triệu đồng vì để khán giả chưa đủ 18 tuổi xem phim Mai, tác phẩm được dán nhãn 18 cộng của đạo diễn, diễn viên Trấn Thành. Về trường hợp 4 cụm rạp vi phạm, thanh tra sở chưa công bố tên cụ thể. Thông tin này sẽ có trong quyết định xử phạt chính thức được ban hành sắp tới. Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thời gian vừa qua đơn vị tăng cường công tác kiểm tra lĩnh vực văn hóa, nhất là về phim ảnh. Ngoài phim Mai thì cơ quan chức năng chưa phát hiện thêm trường hợp vi phạm khác. Một phần vì hiện ngoài rạp chỉ có phim Mai được phân loại 18 cộng. Sắp tới đơn vị này sẽ có văn bản đề nghị các cụm rạp tuân thủ nghiêm luật điện ảnh nhằm bảo vệ trẻ em trước hình ảnh nội dung phim. Giỡn tôi hả?